nằm ở thành phố Kyushu, tỉnh Oita. Cây cầu treo ở độ cao 173m kể từ mặt đất, nối hai ngọn núi cao, giữa thung lũng đầy ắp mây mù vào mùa đông, xanh mướt trong mùa hè, và rộm đỏ một góc trời như bức tranh thêu dệt khi tiết trời vào thu. Khen cho người khéo vẽ nên bức tranh này, nhưng người Nhật Bản còn khéo đặt cho nó một cái tên đậm chất trữ tình, lãng mạn: cầu treo giấc mơ. Cây cầu xây năm 2006, có chiều dài 390m và là cây cầu treo cao nhất ở Nhật Bản. Các chuyên gia xây dựng đã thực hiện một phép tính thông minh, tổng hợp cả yếu tố kinh tế và văn hóa. Trước hết là về văn hóa. Cây cầu từ khi hình thành ý tưởng xây dựng, nó đã thể hiện khát vọng chinh phục thiên nhiên, là niềm tự hào của người dân Nhật Bản trên chặng đường phát triển khoa học công nghệ. Trong năm đầu tiên đưa cây cầu giấc mơ vào sử dụng, nó đã trở thành một điểm tham quan khám phá lý tưởng, thu hút 300.000 lượt du khách đến chiêm ngưỡng. Năm 2017, cầu treo giấc mơ đón 500.000 du khách từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan. Giữa thiên nhiên núi rừng, luôn có tiếng suối reo, gió thổi. Cầu treo giấc mơ đưa chúng ta đến một thế giới của sự kỳ vĩ, đầy ắp những mộng mơ trong bức tranh đậm sắc màu văn hóa Nhật Bản. Ngành du lịch tỉnh Oita vui mừng khi mỗi năm du khách đến chiêm ngưỡng cầu treo giấc mơ nhiều hơn. Bởi ở đó, họ được mơ giấc mơ có thật giữa đời thường. Cây cầu này nổi tiếng nhất vào cái giai đoạn mùa thu, mùa này là vào khoảng cỡ giữa tháng 11, đúng là cái mùa mà lá đỏ chúng ta có thể thấy nguyên khu vực của dây thung lũng này là sẽ chuyển sang màu đỏ hết. Đây là một trong những điểm khá là thú vị và được giới trẻ của Nhật Bản cũng như là giới trẻ của trên toàn thế giới rất là yêu thích, và họ thường đến chọn điểm này để đến mà tham quan.